Rồi, rất là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta đến với một cái ngày tiếp theo, đó là ngày số 9, à, ngày số 11 các anh chị. Hôm nay là ngày số 11, à, buổi sáng nhiệm màu. Và bao nhiêu các anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là một cái buổi sáng mà chúng ta có năng lượng như thế nào thì sẽ quyết định à, cái buổi ngày hôm đó chúng ta sẽ có được à, cái may mắn gì đúng không anh chị? Mà hôm nào mà chúng ta thấy rằng là buổi sáng sớm mà chúng ta dậy, mà chúng ta với cái tinh thần mà chúng ta chưa được tích cực ấy, thì chắc chắn luôn à, trong một ngày chúng ta làm cái gì nó không xuân sẻ các anh chị nhé. Do vậy mà cái việc mà thực thi cái phương pháp nhiệm màu đó là buổi sáng nhiệm màu nó vô cùng quan trọng anh chị ạ nó có thể là giúp cho chúng ta có một cái ngày thành công hay là một cái ngày chưa thành công anh chị ạ và ở đây bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta đã biết đến việc thực hành lòng biết ơn rồi ạ và chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta thực hành những cái điều gì à, sau khi mà chúng ta ngủ dậy nó có quan trọng không ạ à, bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là à, quan trọng à, thì chúng ta có thể comment cho hà thủy số 1 anh chị nhá và để mà có thể ứng dụng những cái điều gì để cho chúng ta có thể thu hút được tiền tài, à, sức khỏe và hạnh phúc, để mà chúng ta có thể biến cái bất kỳ một cái buổi sáng nào của chúng ta trở thành một cái buổi sáng nhiệm màu ấy, thì Hà Thủy sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái chìa khóa để các anh chị có thể thực hành. Mà còn cái việc mà chắc chắn luôn các anh chị đọc sách là các anh chị cũng à, đã biết rồi. À, đọc sách thì tác giả cũng chỉ nói rằng là à, khi mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta cảm thấy rằng là à, chúng ta à, mọi thứ mà chúng ta chạm vào thì chúng ta đều biết ơn, đúng không ạ? Và mỗi khi mà chúng ta mở mắt ra thì chúng ta đều phải nói một cái từ nhiệm màu đó là cảm ơn và mỗi khi mà chúng ta bất kỳ mà chúng ta chạm vào một cái gì ví dụ như là à, sau khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta nói lời cảm ơn một một cái giấc ngủ ngon đêm hôm qua chúng ta đã ngủ đúng không anh chị hay là chúng ta à, có thể là sờ vào bất kỳ một cái gì hoặc là chúng ta à, đi đánh răng hay là chúng ta à, cảm ơn cái bàn trải đánh răng hoặc là chúng ta mở vòi nước thì chúng ta cũng cảm ơn nước chúng ta chúng ta mặc quần áo thì chúng ta cảm ơn quần áo tóm lại là bất kỳ một cái điều gì uh, giúp cho chúng ta có được uh, cho đi cái lòng biết ơn đấy đó là để giúp cho chúng ta có một cái buổi sáng nhiệm màu và các anh chị thấy rằng là uh, có rất là nhiều người uh, có thực hiện cái việc uh, các uh, gọi là những cái nghi thức trong cái buổi sáng sớm thì ở đây uh, các anh chị thấy rằng là trước khi mà chúng ta có thể là có được một cái ngày uh, cái ngày sáng sớm tuyệt vời ấy thì À, các anh chị thấy rằng là 10 giờ tối của các buổi tối thì câu lạc bộ 10 rưỡi thì câu lạc bộ đều có một cái zoom là đặt hàng vũ trụ do vậy mà các anh chị thấy rằng là cái zoom đặt hàng vũ trụ này là một cái zoom rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể là ghi nhận lại tất cả những sự thành công của chúng ta trong một cái ngày hôm đó chúng ta ghi nhận cái sự thành công đó nhưng mà không phải là chúng ta chỉ ghi ra giấy đâu mà sau khi mà chúng ta ghi ra giấy rồi ghi nhận thành công rồi và chúng ta đặt hàng vũ trụ cho ngày hôm sau rồi thì trước khi mà chúng ta đi ngủ ấy thì chúng ta phải nghiệm lại những cái thành công những cái uh, gọi là điều tốt đẹp nhất trong một ngày của chúng ta các anh chị ạ và chúng ta đi ngủ uh, và chúng ta gửi cho cái giấc ngủ chúng ta những cái thông điệp gì cái, cái thông điệp ví dụ như là tâm trí tôi mở rộng tài chính tôi gia tăng hay là sức khỏe uh, uh, của tôi ngày càng gia tăng nếu mà anh chị mà đang tập trung vào sức khỏe anh chị nào mà đang tập trung về tài chính uh, thì các anh chị cũng có thể là uh, nói rằng là giàu có đến đây đúng không sức khỏe đến đây hay là uh, mối quan hệ hạnh phúc đến đây hạnh phúc đến đây đó là những cái điều mà chúng ta gửi gắm vào trong cái giấc ngủ chúng ta và chắc chắn luôn bất kỳ một cái điều gì mà chúng ta gửi gắm vào trong cái giấc ngủ chúng ta thì sau khi mà chúng ta ngủ dậy thì chúng ta mới có cảm giác là hân hoan được còn nếu mà các anh chị đi ngủ ở trong một cái tình trạng là lo lắng thì cái việc đầu tiên mà chúng ta lo là gì à, các anh chị đi ngủ mà các chị kèm theo một cái sự lo lắng đó là cái việc là chúng ta không biết rằng là thanh toán những cái khoản nợ những cái khoản chưa dương vào cái ngày này vào cái ngày kia chuẩn bị đến rồi và chúng ta mang cái đấy đi giấc ngủ ấy thì hà thủy đảm bảo luôn cái điều mà các anh chị nhớ tới luôn sau khi mà cái chúng ta thức dậy ấy, đó là cái điều mà chúng ta lo lắng từ tối ngày hôm qua đúng không anh chị bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có những khoản chưa dương ấy thì là tối trước khi đi ngủ cũng lo mà sáng đi sáng dậy cũng lo những khoản đấy ạ đó đúng không thế nên để mà chúng ta có được một cái buổi sáng nhiệm máu ấy, thì chúng ta bắt buộc là cái buổi tối hôm trước chúng ta phải gieo cho chúng ta những cái hạt giống tốt các anh chị nhé để mà sáng hôm sau chúng ta mới có được cái năng lượng nó tích cực ngay từ đầu và để mà chúng ta có được cái năng lượng tích cực từ đầu ấy thì là sáng ngủ dậy thì bắt đầu lại không tập trung vào những cái khó khăn không tập trung vào vấn đề mà chúng ta đang gặp phải mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta phải tập trung lại nghiệm lại những cái thành công gì ngày hôm qua các chị nhé hôm qua mà chúng ta ghi nhận thành công ở trong vở ấy hoặc là chúng ta đi lên giường mà chúng ta nghiệm lại cái sự thành công là là ngày hôm trước chúng ta có thành công gì thì sáng hôm sau chúng ta chỉ cần là điểm ba giây thôi là đã hết những sự thành công đấy rồi anh chị ạ. đúng không anh chị chúng ta chỉ cần lướt qua trong đầu thôi là hết những sự thành công đấy và à các anh chị có thể là đọc bốn cái câu thơ là gì là thức dậy mịn mỉm, mỉm cười 24 giờ tinh khôi à, xin nguyện sống trọn vẹn mắt sinh à mắt à, mắt sinh à, nhìn cuộc đời hay cái gì đó hà thủy có cái câu đấy nhưng mà hà thủy cũng à, cũng đọc nhiều khi là nó không chuẩn nát nữa hà thủy sẽ gửi cho các anh chị nhé hoặc anh chị nào mà nhớ được cái câu đấy mắt xin nhìn cuộc đời hay cái gì đó đúng không? đấy là những cái câu mà chúng ta có thể là đọc ra để mà chúng ta thấy rằng là cái năng lượng cái buổi sáng sớm của trong chúng ta nó rất là tuyệt vời và khi mà các anh chị thấy rằng là chúng ta có thể là nhớ à, nhớ tới những cái cái sự thành công của chúng ta này để mà chúng ta có thể là đọc tiếp là bốn cái câu cái câu thơ mà à, câu lạc bộ cũng đã hướng dẫn cho các anh chị rồi Thức dậy miệng mỉm, mỉm cười. Thế là đầu tiên là mình mỉm, mỉm cười trước. nó không biết là hôm nay có tiền ăn hay không. Hay là hôm nay có khó khăn gì hay không. Nhưng mà hiểu rằng là cái miệng của chúng ta phải cười đã. Mắt xinh nhìn cuộc đời các anh chị nhé. Để mà chúng ta có thể là gieo hạt những cái may mắn cho chúng ta trước. Bất kỳ một cái gì. Và đến với cuộc đời chúng ta thì do chúng ta gieo các anh chị ạ. Đúng không ạ? Thế nên mình phải là gieo hạt cho mình trước. Mình gieo hạt cho chúng ta những cái ngôn ngữ tích cực trước. Và khi mà chúng ta đã gieo hạt cho chúng ta rồi thì chúng ta có thể là nằm trên giường thôi chúng ta có thể là điểm điểm lại những cái những cái mong muốn gì những cái mong muốn gì trong tương lai của chúng ta ví dụ như là cái mục tiêu 30 ngày các anh chị đã có rồi thì các anh chị có thể lướt qua trong đầu của mình rằng là cái ngày 30 đấy chúng ta có cái sự thành công thì chúng ta sẽ sung sướng như thế nào tức là chúng ta phải nuôi nuôi thì cái cảm xúc của chúng ta mới lớn lên được các anh chị ạ và nuôi thì cái bức tranh của chúng ta nó mới trở thành hiện thực đấy, thế còn ở đây thì các anh chị sẽ rằng là tất cả những cái mục tiêu của chúng ta đều là những cái cái mà chúng ta đang hướng tới đúng không ạ do vậy mà hôm nay là ngày mùng 3 thì chúng ta hiểu rằng chúng ta phải nuôi cái bức tranh đấy xuyên suốt cho đến ngày 30 tháng 9 để mà cái bức tranh trong tâm trí của chúng ta cái mục tiêu 30 ngày của chúng ta nó trở thành hiện thực thì sau khi cái nghi thức mà chúng ta có thể là điểm lại những cái thành công của chúng ta ngày hôm trước sau đó thì chúng ta có thể là mỉm cười chúng ta ôm cái cơ thể của chúng ta để mà chúng ta biết ơn các anh chị nhé chúng ta biết ơn cơ thể của mình này các anh chị có thể là ngồi dậy cũng được các anh chị ngồi dậy và các anh chị ôm lấy cơ thể của mình và các anh chị cũng có thể là, là sờ là sờ từ từ đầu à, biết ơn cái bộ não thiên tài của mình này bộ não thông tuệ của mình hiểu được đúng và chính xác những tư duy là những cái tư duy và những cái à, những cái điều đúng đắn của người thành công à, hay là chúng ta biết ơn đôi mắt của chúng ta biết ơn à, tất cả những cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta, anh chị ạ, chúng ta sờ đến đâu, tay của chúng ta ôm đến đâu thì chúng ta sẽ biết ơn điều đấy. và cái nghi thức này nó rất là quan trọng, anh chị ạ. giống như là chúng ta đang cho cái cơ thể của chúng ta ăn cái thức ăn ấy mà rõ ràng là sáng sớm nó chưa được ăn gì, nhưng cái việc mà chúng ta cho cái cơ thể chúng ta ăn những lời yêu thương như thế, thì chắc chắn luôn chúng ta sẽ có một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời, anh chị ạ. và chúng ta sẽ được tiềm thức của chúng ta hậu thuẫn cho chúng ta mọi thứ, anh chị nhé. từ khi mà Hào Thủy ứng dụng cái này ấy. Một cách rất là đều đạn anh chị ạ, trước đây thì có lúc thực hành có lúc không, nhưng mà khi nào mà Hà Thủy thực hành ấy, đều đạn ấy, là thì Hà Thủy thấy rằng là tiền của mình nó về rất là nhiều các anh chị ạ, nên anh chị nào ở đây ấy, chúng ta đang về vấn đề tài chính mà chúng ta chưa ok thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta chưa có sự kết nối với chính mình, các anh chị phải có sự kết nối với chính mình tốt nhất thì chúng ta mới có thể kết nối được với khách hàng, chúng ta kết nối được mọi nguồn lực trong vũ trụ nó tốt được và chúng ta mới có thể kết nối được với tiền các anh chị nhé bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta rõ điều này ạ à? có thể comment cho hà thủy số 2 do vậy một trong những cái mà giúp cho chúng ta có một cái buổi sáng nhiệm màu đó là sau khi mà chúng ta ngủ dậy chúng ta phải nói lời biết ơn mình anh chị nào mà chúng ta um, thấy rằng là mình dậy một cái là mình mình buồn đi vệ sinh thì các anh chị đi vệ sinh trước xong rồi là các anh chị sẽ thực hiện cái nghi thức này cái nghi thức này các anh chị có thể là ngồi trên giường các anh chị làm hoặc nếu mà các anh chị thấy rằng là chúng ta còn ngủ chung với gia đình nhà mình nữa ngủ chung với à, vợ với chồng mình hoặc là với ai đấy mà chúng ta ngại chẳng hạn thì các anh chị có thể là vào trong trong nhà vệ sinh chúng ta soi gương chúng ta vừa soi gương và chúng ta vừa tuyên bố các anh chị ạ chúng ta vừa tuyên bố và chúng ta khen bản thân mình ấy. chúng ta cứ làm đi hà thủy chỉ đảm bảo các anh chị làm một tuần thôi là các anh chị sẽ thấy rằng là kết quả của các anh chị nó hiển lộ ra bằng cái việc là các anh chị sẽ có tiền nhiều hơn các anh chị nhé kết quả nó sẽ là bằng bằng tiền đấy nó nó bằng là những cái may mắn mà bên ngoài nó sẽ mang đến cho chúng ta ấy. hà thủy đảm bảo luôn là các anh chị chỉ cần làm một tuần thôi nghiêm túc và các anh chị phải làm kèm theo cái cảm xúc rất là yêu thương ấy chứ không phải là làm gọi là cho nó có các anh chị ạ còn hay là vội vội vòng vàng đâu các anh chị nhé đó bao nhiêu anh chị rõ điều này thì có thể comment Hà Thủy chữ tôi ạ các anh chị chỉ cần làm một tuần thôi là các anh chị có kết quả rồi đó đấy là cái nghi thức buổi sáng sớm để mà giúp cho chúng ta để mà chúng ta có thể mang được cái phép màu mang được cái sự thành công mang được tiền bạc đến với chúng ta ấy, thì hà thủy ứng dụng chỉ cần là tập trung ứng dụng một tuần thôi hà thủy thấy rằng là hôm nào hà thủy uống tiền về rất là nhiều các anh chị ạ là bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta muốn bỏ quỹ tự do tài chính à, không phải là các anh chị bỏ quỹ tự do tài chính hai mươi một ngày mà các anh chị có thể bỏ quỹ tự do tài chính hai mươi triệu một ngày ạ à. thì có thể là uh, comment cho hà thủy số chín nha anh chị nhá đấy anh chị nào muốn bỏ quỹ tự do hai mươi triệu một ngày không không phải bằng hai mươi nghìn nữa mà hai mươi triệu một ngày thì các anh chị có thể là thực hành những cái mà hà thủy chia sẻ cho các anh chị chứ không phải cái việc là là chúng ta sờ vào cái gì mà chúng ta cảm ơn hay cảm ơn mang tính chất là không ok đâu mà quan trọng là chúng ta phải biết kết nối với chính mình anh chị ạ kết nối với chính mình là chúng ta sẽ kết nối được cả cái vũ trụ này và chúng ta sẽ được vũ trụ hậu thuẫn và chúng ta sẽ kết nối được với khách hàng chúng ta kết nối được với những nguồn lực anh chị làm mà mà bán hàng thì kết nối được với khách hàng tại vì tiền nó đến từ người khác còn anh chị mà làm cái công việc khác thì chúng ta sẽ có những cái nguồn lực mà giúp cho chúng ta thành công anh chị ạ nhớ anh chị nhá đúng không ạ đấy đấy là cái nghi thức mà các anh chị có thể là giúp cho chúng ta được thành công và hai nữa là gì cái nghi thức buổi sáng sớm các anh chị thấy rằng là chúng ta có thể là cầu nguyện sau khi mà chúng ta đã đã thực hành cái việc là chúng ta ôm cơ thể của mình chúng ta khen ngợi cơ thể của mình này chúng ta nói những cái lời tuyệt vời ví dụ như là các anh chị có thể chúng ta chúng ta sờ đến đâu thì chúng ta cũng sẽ sẽ nói cái lời biết ơn như vậy ví dụ như là chúng ta có thể sờ được sau gái như này chúng ta công nhận cái sự thành công chúng ta biết ơn biết ơn tiềm thức của chúng ta à, giống như là một cái à, một cái một cái ngân hàng có thể là sản sinh cho chúng ta hàng triệu những cái tế bào tuyệt vời và à, giúp cho chúng ta có những cái những cái nguồn chất dinh dưỡng có thể nuôi cơ thể đồ tuyệt vời nhất hoặc là chúng ta biết ơn cái gì chúng biết ơn chịu chúng ta biết ơn, à, chúng, ta biết ơn à, chúng ta có à, cái cái miệng xinh xắn đúng không Nói ra vàng ra bạc đúng không Ra hương ra hoa ra vàng ra bạc ra tiền Ra bạc đúng không anh chị Tại vì ở đây các anh chị sẽ rằng là Cái lời nói của chúng ta nó rất là quan trọng anh chị ạ à, Chúng ta nói với chúng ta Chúng ta nói với ai Thì chúng ta cũng là nghe cái đầu tiên Do vậy mà cái việc mà gieo hạt cho chúng ta Đó chính là cái ngôn ngữ của chúng ta các anh chị Khi mà các anh chị mong muốn rằng à, Mọi cái điều tuyệt vời đến với chúng ta Hay là những người nào Cái chị, chị, chị Thảo nó tất biết nha những người nào mà muốn à, chúng ta những cái người khác mà nói với chúng ta những điều tuyệt vời chúng ta phải nói với chúng ta trước đúng không chúng ta muốn cái gì thì chúng ta phải cho đi trước và cho ai đấy là cho chúng chính chúng ta cái chuyện đúng không ạ do vậy mà các anh chị sẽ rằng là cái buổi sáng nhiệm màu là cái buổi sáng mà nó giúp cho chúng ta có cái năng lượng xuyên suốt trong một ngày năng lượng hay không nó đến từ cái năng lượng buổi sáng các anh chị nhắc nên các anh chị làm cái gì thì làm các anh chị phải yêu thương bản thân mình các anh chị phải khen ngợi mình nhiều hơn soi gương và khen ngợi mình nhiều hơn và cái thứ hai là gì chúng ta có thể là cầu nguyện à, cầu nguyện cái bài mà câu lạc bộ gửi cho các anh chị ấy, buổi sáng sớm nào thì các anh chị trưởng nhóm cũng sẽ gửi cho các anh chị cái câu tuyên bố cũng như là cái câu cầu nguyện thì các anh chị chỉ cần là đọc những cái câu tuyên bố như thế thôi ví dụ như là hôm nay là một người thành công về tài chính ngày hôm nay là ngày bùng nổ về lợi nhuận ngày hôm nay là ngày bùng nổ về tiền và tôi là người thành công à, tôi là người giàu có và tôi là người hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời đúng không anh chị hôm nào cũng tuyên bố như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta rất là năng lượng. Còn anh chị nào mà đang ở trong cái cái tình trạng mà bức bách quá, mà không có sự tự tin ấy, lúc nào cũng ở trong cái tình trạng lo lắng, lo sợ thì chúng ta hiểu rằng là cái buổi sáng sớm có thể là chúng ta tuyên bố bất kỳ một cái điều gì à, giúp cũng giúp giúp cho chúng ta có tạo năng lượng anh chị nhé. Bây giờ bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta hiểu rằng là chúng ta có thể là à, dùng một cái chai dầu gội đầu hoặc là một cái chai sữa tắm đúng không anh chị? Chúng ta dùng à, chai dầu đầu và cái chai sữa tắm ấy mà lần đầu tiên chúng ta bơm nó ra ví dụ như là cái chai sữa tắm bên nó là có vòi và chúng ta thấy rằng là chúng ta bơm khi nào thì chúng ta thấy nó có kết quả các anh chị anh chị thấy rằng là chúng ta bơm khi nào nó có kết quả không có rất là nhiều các anh chị nói rằng là bao giờ bao lâu thì có kết quả ấy tức là giống như là thời gian là bao lâu ấy, đúng không thì có rất là nhiều các anh chị sẽ hỏi rằng là thiết bậm sẽ sẽ ấn bao nhiêu lần thì cái chai giờ gội đầu nó ra ấn một lần thì nó ra hay là ba lần nó mới ra hay là 10 lần mới ra thì tùy người đúng không? Tùy người, tùy người không phải là các người đọng giống nhau. Có người người ta người ấn một cái là nó ra luôn, có người ấn ba bốn cái mới ra, có người ấn cả 10 cái mới ra. Các chị nhé. Và nhiều cái chị rõ được điều này ạ. Thế nên là cái kết quả là khi nào mà mà cái cái xào gọi là khi khi nào mà cái sữa tắm cái dầu gội đầu nó ra tay ấy, thì tức đó tức là khi đấy là có kết quả đúng không? Đúng không ạ? Thế bây giờ làm nào để cái tài chính của mình nó ra cái số tiền ở trong đầu mình nó ra tay? Cái, cái, sức khỏe của mình mình đang không có sức khỏe mà cái sức khỏe của chúng ta mong muốn ở trong đầu mà nó ra cái cơ thể khỏe mạnh hay là cái mối quan hệ ở trong trong đầu của chúng ta mong muốn cái mối quan hệ hạnh phúc mà hiện nay là nó chưa hạnh phúc thì khi nào nó có rất là nhiều anh chị ở đây chúng ta có có câu hỏi đấy không ạ có rất là nhiều các anh chị hỏi nó bao nhiêu lâu rất là thời gian bao lâu ấy giống như là cái việc là ấn bao nhiêu lần thì cái chai dầu ở đầu nó mới ra bao nhiêu lần thì cái chai dự tắm nó ra đúng không anh chị bao nhiêu anh chị rõ cái điều này rồi thì có thể comment nó hà thì số 1 ạ đấy thì chúng ta hiểu rằng chúng ta hiểu rằng là cái việc mà chúng ta hành động ấy để mà cái nào nó đo được đó chính là cái cảm xúc của mình các anh chị ạ cái cảm xúc bên trong của mình ấy cái cảm xúc ở bên trong của mình khi mà cái cảm xúc bên trong chúng ta nó vui vẻ cái cảm xúc của chúng ta bên trong nó tự tin cái cảm xúc bên trong của chúng ta nó tự nó đủ đầy thì khi đó chúng ta hiểu rằng là chuẩn bị là cái cái kết quả nó sẽ hiển lộ ra rồi các anh chị nhé và chúng ta phải nuôi dưỡng để khi nào cái điều mà chúng ta mong muốn nó ra được thì thôi anh chị nhá. Đấy, chúng ta phải nuôi dưỡng được rằng là à, chúng ta ấn nó nó đã đúng chưa bằng cái việc là chúng ta nuôi cái cảm xúc của chúng ta nó phải là cái cảm xúc vui vẻ, cảm xúc đủ đầy, cảm xúc tự tin. Và để làm sao mà tự tin, để làm sao mà đủ đầy, đó là chính là cái việc chúng ta nuôi dưỡng lòng biết ơn, đúng không anh chị? Và mỗi một ngày thì các anh chị thấy rằng để mà chúng ta có thể tăng sự tự tin lên thì mỗi buổi sáng các anh chị có thể tuyên bố cho Hà Thủy. Thì các anh chị thấy rằng là tuyên bố một lần thôi giống như hôm qua doanh nhân Trần Vi cũng chia sẻ các anh chị nào trong Zoom thì các anh chị cũng đã nghe rồi và Hà Thủy cũng nói rất là nhiều lần rồi. Các anh chị nào ấy mà chúng ta thấy rằng là chúng ta tuyên bố một lần nữa, nó không có năng lượng gì hết nhưng mà chúng ta tuyên bố nhiều nhiều lần chúng ta tuyên bố liên tục liên tục liên tục thì các anh chị thấy rằng là cái năng lượng của chúng ta nó, nó có ra không ạ? Thì có phải là cái việc là chúng ta ấn cái chai dầu gội đầu chúng ta ấn một lần nó không ra đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể là chúng ta bỏ cuộc thì chắc chắn là nó không ra nhưng các anh chị ấn liên tục liên tục thì nó kiểu gì nó cũng ra các anh chị nhé. Tại vì làm sao các anh chị biết chắc là ở trong cái chai đấy nó có dầu ở đầu rồi nên là các anh chị không bỏ cuộc các anh chị ấn khi nào nó ra thì thôi nhưng mà tại làm sao mà các anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu về tài chính của chúng ta chúng ta mong muốn là cái số tiền như thế tại sao chúng ta không hành động để khi nào nó có thì thôi mà chúng ta lại bỏ cuộc đúng không ạ thế nên cái việc của chúng ta là hành động liên tục liên tục và chúng ta biết rằng cái hành động của chúng ta là hành động đúng rồi thì chúng ta hành động bao giờ nó ra thì thôi các anh chị nhá bao nhiêu anh chị rõ điều đầu này có thể comment thương hải thì cho tôi ạ thế nên cái việc mà không phải là tuyên bố bao nhiêu lần mà tuyên bố khi nào bên trong nó có cảm xúc tự tin thì thôi các anh chị ạ à, mỗi ngày chúng ta nuôi dưỡng như vậy và chúng ta hiểu rằng cái mục tiêu của chúng ta nó đến nhanh hay đến đến muộn ấy nó là do cái sự chuyển hóa bên trong của chúng chúng ta chứ không phải phụ thuộc vào thời gian tại vì sao con người người ta ấn một phát thôi là nó cái da da dầu ở đầu rồi đấy chứ con người ấn nhiều nhiều lần nó mới ra đúng không anh chị thế nên nó không phụ thuộc vào thời gian nó không phụ thuộc vào số lần đúng không mỗi người thì có cái sự rèn luyện cái sự hành động nó khác nhau nên là sự thành công nó khác nhau các anh chị nhé bao nhiêu các anh chị rõ điều này để mà chúng ta có thể ứng dụng vào cái uh, cái mục tiêu của chúng ta thì có thể comment nó hẳn thì chúng tôi ạ đó thế nên là có rất là nhiều các anh chị bảo rồi em cũng tuyên bố suốt đây chứ nhưng mà thế có, có thế có cái gì đâu tuyên bố suốt mà chưa thấy có gì đâu tức là chúng ta chưa chưa làm đúng ví dụ như hôm nay mở cái chai dầu ở đầu ra ấn một cái thôi thế là chạy biến sang nhà hàng xóm chơi nhà sang nhà xóm, xóm chơi chơi vài tiếng đồng hồ xong rồi về lại ấn một phát nữa đúng không xong lại đi nấu cơm xong rồi lại đi giặt quần áo thì đến, đến khi nào mới mở được cái cái chai dầu gội đầu ra đúng không xong rồi bảo là uh, chai dầu gội đầu nó không có nó không có dầu gội hay sao mà rõ ràng vừa đi mua siêu thị về mà nhìn thấy rõ ở trong đấy nó có dầu gội đầu luôn này đấy đúng không anh chị thế nên là ở đây chúng ta sẽ rằng tại sao mà các anh chị vào trong câu lạc bộ các anh chị nhìn thấy cái kết quả của người ta rồi tức là chúng ta cũng đã có cái dầu gội đầu rồi các anh chị nhé người ta có thì mình cũng phải có người ta đạt được rồi mình cũng phải đạt được đúng không anh chị nó không phụ thuộc và cái việc là chúng ta có năng lực vẫn, chúng ta có năng lực hay không mà chúng ta đều có mọi thứ mà chúng ta cần là trong cái vũ trụ này nó có sẵn rồi các anh chị ạ nó có sẵn như là cái chai dầu của đầu ấy. nó có sẵn rồi các anh chị nhé không phải là cái việc là chúng ta không có năng lực mà chúng ta chưa kiên trì đủ lâu chúng ta chưa làm việc nó hết sức và cái nào cái chẳng có cái máy đo nào nó đo được cái sự hết sức của mình cả mà chỉ có cái cảm xúc của mình thôi cái cảm xúc của mình ấy nó là cái cảm xúc yêu thương biết ơn nó là cái cảm xúc đủ đầy thì chúng ta hiểu rằng đấy là cái cảm xúc đúng thế còn anh chị nào ấy mà cứ hắn nói là em làm nhiều rồi mà không có kết quả thế nọ thế kia và lúc nào cũng ở trong cái cảm cái cảm xúc tiêu cực ấy thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta chưa có một cái sự chuyển biến nào luôn ấy đúng không ạ bao nhiêu cái chị rõ cái chìa khóa này thì có thể là comment nó hẳn cho tôi ạ thế nên là cái chìa khóa để làm sao mà chúng ta có thể tạo ra cái sự thành công để mà cái gì ở bên trong của chúng ta nó ra bên ngoài ấy đó chính là cái năng lượng các anh chị ạ cái năng lượng cái cảm xúc lúc nào yêu thương lúc nào biết ơn lúc nào chỉ tập trung vào cái điều tích cực thôi đấy chính là cái năng lượng đó chính là cái tần số mà nó phù hợp với cái điều chúng ta mong muốn và cái buổi sáng nó vô cùng là quan trọng các anh chị ạ nó giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái tần số này đúng không nó giống như hôm nay nhà mình rất là muốn xem cái vtv 1 thế nhưng mà các anh chị sẽ rằng là chúng ta chọn kênh chúng ta lại chọn là vtv 3 Thế rồi cứ bảo là nhà hàng xóm nào nó bắt được bắt được cái kênh VTV1 nhà mình thế nào mà không xem được cái bên bên một làm sao? Tại vì là là có bắt cái có bật cái tần sóng VTV1 đâu mà đòi xem VTV1 mà đang phát ra cái tần sóng VTV3 mà thì nhà đài nó nó gửi cái tín hiệu là VTV3 thì xem VTV3 thôi hoặc là sao hoặc là muốn xem VTV3 nhưng mà lại bật một cái tần sóng mà nó không đúng cái tần sóng gì cả thế nên nó ra cái kênh nhiễu rồi bảo là hôm nay tivi nhà mình hỏng à? hay là như nào? đúng không? Do mình phát ra cái tần sóng tương ứng với cái mục tiêu của chúng ta hay không? Bao nhiêu anh chị rõ được điều này? Có thể là comment cho Hà Thúy trước tôi ạ. Và cái một trong những buổi sáng vô cùng là quan trọng giúp cho chúng ta có thể là sạc pin giống như các anh chị thấy rằng là cái gì cũng có năng lượng và cái năng lượng thì nó cũng sinh ra và nó cũng sẽ mất đi. Giống như cái việc là hôm nay ăn cơm ngày mai phải ăn ấy. Tại vì sao hôm, hôm nay ăn thì thì có năng lượng ngày mai ăn là không có năng lượng. Giống như cái việc là chúng ta đi xe máy. Đúng không anh chị? hôm nay đi đi xe máy đổ đổ xăng rồi hết xăng rồi phải nạp vào chứ phải sạc phải đổ đổ xăng vào chứ chẳng nhẽ lại xăng ừ, xăng nó tự sinh ra đâu mà phải mua đúng không anh chị do vậy cái năng lượng của chúng ta nó cũng vậy các anh chị nhé chúng năng lượng của chúng ta nó cũng phải nuôi các anh chị ạ bao nhiêu các anh chị ở đây chúng ta hiểu được điều đấy chúng ta có thể comment cho hà thủy cho tôi do vậy tại sao mà lúc nào năng lượng của mình nó cao thì mình có tiền lúc nào mà cái năng lượng buổi sáng của mình nó, nó tuyệt vời thì hôm đấy mình may mắn thế còn cái hôm nào mà cái năng lượng buổi sáng của mình nó không ok thì chúng ta thấy rằng là là chẳng đi tiền bạc đâu cả Do vậy, một cái buổi sáng nhiệm màu hay không đó chính là cái việc là chúng ta sạc năng lượng đúng hay không anh chị nhắc. À, đấy, thì bằng cái việc nữa là gì? Mỗi buổi sáng chúng ta sẽ ngồi tịnh tâm ít nhất là 5 phút để mà chúng ta có thể là tập trung vào hơi thở. Hít vào thì biết mình hít vào, thở ra thì biết mình thở ra để mà chúng ta có thể sạc lại năng lượng của mình anh chị ạ. Giống như là một cái cái điện thoại ấy, đúng không anh chị? Nó phải cần pin, bây giờ mình hết pin rồi, mình chuẩn bị là hết pin rồi mình phải sạc vào. Chứ đừng có để nó nó bị sồng nguồn. Nó, bị, nó bị sồng nguồn tức là để cho chúng ta bị cảm xúc nó quá là nặng ấy. nó cái cảm xúc mà không tích cực nó nặng quá thì nó sẽ làm cho chúng ta là bị sập nguồn và sập nguồn thì nó có hại không anh chị. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là sập nguồn nhiều lần thì cái cơ thể của mình nó rất là hại ạ. Có thể comment cho Hà Thủy uh, số 2 anh chị nhé. Đấy, thì cái việc mà chúng ta thực hành nó là như thế để mà làm sao chúng ta có buổi sáng nhiệm màu đúng không anh chị? Bao nhiêu anh chị rõ điều này rồi có thể comment uh, cho Hà Thủy số 2 nhé đấy là cái cách mà chúng ta để chúng ta biến buổi sáng nhiệm màu ấy và nữa là gì để mà để mà biến cái buổi sáng chúng ta trở thành buổi sáng nhiệm màu đó là các anh chị phải tham gia được cái quy trình của thầy Tony Tobin đấy bốn rưỡi phải có mặt ở trong nhóm trong nhóm học tập với anh chị nhé anh chị nào mà đang xem Hà Thủy ở trên các trang mà chưa có con nhóm thì có thể liên hệ với Hà Thủy hoặc là liên hệ với các trưởng nhóm mà các anh chị được nhận cái video này để mà chúng ta có thể vào trong nhóm chúng ta học tập cùng với nhau chúng ta có cái môi trường để mà chúng ta cộng hưởng năng lượng buổi sáng sớm với nhau thì cái khi mà các anh chị à, được làm cái quy trình của thầy Tony Rubin 4 giờ 30 là nhóm của chúng ta sẽ mở cái quy trình này các anh chị ạ à, để mà chúng ta có thể là sạc lại cái năng lượng của chúng ta trong một ngày chúng ta có căng tràn pin trong một ngày ấy, đúng không cái điện thoại mà chúng ta căng tràn pin ấy chúng ta đi đâu cũng được chúng ta làm gì cũng được chúng ta làm gì cũng không phải lo sợ một cái gì hết đúng không anh chị đấy thế còn sáng sớm ra đã thấy rằng là cái pin của mình nó sắp sống nguồn nơi rồi thì chẳng thì chắc chắn luôn là là lo là hôm nay đi chơi chỗ nọ chỗ kia là sống nguồn không liên lạc được với ai rồi đúng không anh chị đấy thế nên là không kết nối được với ai do vậy mà chúng ta hiểu rằng là cái cái việc mà chúng ta thực hành các quy trình trong buổi sáng sớm cùng với nhóm học tập của chúng ta nó vô cùng là quan trọng cái buổi sáng sớm có rất là nhiều những cái nghi thức của người thành công anh chị ạ mà cái quy trình của thầy Tony Tobin giúp cho chúng ta trở biến cái buổi sáng chúng ta thành cái buổi sáng là nhiệm màu một cái buổi sáng là năng lượng do vậy mà bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta có thói quen dậy sớm lúc bốn giờ ba mươi thì đó là cái điều tuyệt vời còn anh chị nào mà cứ thế 5 giờ mới lò dò dậy ấy hoặc là năm rưỡi khi nào speaker lên thì bắt đầu mới mới lò dò vào ấy thì không thể nào cảm nhận được đâu mà chúng ta hiểu rằng là chúng ta phải vào được làm cái quy trình của thầy Tony Tovin lúc bốn giờ ba mươi các anh chị nhé à, bao nhiêu anh chị rõ được những cái, cách mà chúng ta thực hành trong buổi sáng sớm để chúng ta có thể biến cái cuộc sống của chúng ta trở thành phép màu ạ có thể comment cho Hà Thủy chữ tôi ạ đấy có những cái nghi thức mà Hà Thủy vừa kể với các anh chị các anh chị làm đúng như thế thôi là được anh chị ạ. Ngoài ra thì các anh chị làm cái nghi thức gì buổi sáng sớm nữa. Đó là các anh chị thực hành 10, ít nhất là 10 cái điều biết ơn ở trong cuộc sống này. Đúng không? Biết ơn về sức khỏe, biết ơn về cha mẹ này, biết ơn về tiền bạc này, biết ơn về con, biết ơn về chồng, biết ơn về vợ. Biết ơn về một cái ngày hôm nay tuyệt vời. Chúng ta ra quyết định luôn là hôm nay là một cái ngày à, nhị, tuyệt vời như thế nào chúng ta cũng ra quyết định luôn. Hôm nay chúng ta có những may mắn lợi lạc gì thì các anh chị cũng sẽ ghi ra, ra luôn. Biết ơn kết quả nhiệm màu hôm nay tôi có những cái điều gì, những cái điều điều này, điều kia hôm qua đặt hàng vũ trụ gì sáng nay cũng có thể ghi lại các anh chị ạ à, ghi lại là hôm nay chúng ta biết ơn cái kết quả đó một lần nữa thì nó nó càng nhanh hơn nữa các anh chị nhắc đấy là cái nghi thức hoặc là các anh chị nào mà đang ở trong tình trạng mà thiếu thốn về tiền bạc quá thì cái nghi thức làm sao nữa cái nghi thức buổi sáng sớm để biến buổi sáng là nhiệm màu là gì mang tiền ra đấy đúng không bỏ quỹ tự do tài chính xong thì mang cái tiền giấy ấy, mà chúng ta cắt giấy thành tiền ấy, anh chị nào mà đang muốn thu hút là bao nhiêu tiền ví dụ như là thu hút là 50 triệu hay là 100 triệu thì cắt giấy thành tiền xong rồi kẹp một tờ 500 ở trên một tờ 500 ở dưới và đếm và mỗi sáng sớm các anh chị nhé đó là một cái những cái nghi thức mà giúp cho chúng ta có một buổi sáng nhiệm màu các anh chị ạ bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta rõ những điều này để chúng ta có thể thực hành ạ từ ngày mai từ buổi sáng ngày mai để mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu trong tháng 9 này hà thủy đảm bảo luôn tất cả các anh chị đây chúng ta sẽ đều đạt được mục tiêu của mình hà thủy cũng vậy thôi cũng từ một cái người mà à, chưa biết cái gì loay hoay với cuộc sống các anh chị ạ rất là nỗ lực rất là cố gắng và À, trong 15-16 năm đi làm ấy, thì chỉ có thu nhập là dưới 10 triệu thôi Nhưng mà từ khi mà Hà Thủy biết được những cái công thức này Biết được cái chìa khóa của lòng biết ơn này Hà Thủy cũng thực hành những cái điều đó à, Thì đã giúp cho Hà Thủy biến thu nhập Một năm thu nhập Một năm thành thu nhập một tháng Nhiều năm thành thu nhập một tháng anh chị ạ Và trong cái tháng 9 này à, Các anh chị thấy rằng à, cái tháng 8 ấy, Các anh chị thấy rằng là Hà Thủy cũng có cái vấn đề Là Hà Thủy chưa khỏe về cái cánh tay của mình Đúng không? gọi là cánh tay bị bó bột luôn đây này, này các anh chị còn chưa chưa tháo bột luôn bó bột đến gần đến nách luôn đấy anh chị ạ thế nhưng mà uh, các anh chị thấy rằng là cái lợi nhuận của hà thủy trong tháng 8 nó cũng gấp đôi của tháng 7 các anh chị nhé bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta cũng mong muốn cái điều đấy ạ và chúng ta cũng mong muốn rằng cái tháng 9 này của chúng ta nó cũng cái lợi nhuận của chúng ta nó cũng sẽ gấp đôi tháng 8 ạ thì chúng ta có thể comment cho hà thủy chữ tôi và chúng ta sẽ thực hành cùng với nhau các anh chị nhá rồi rất là tuyệt vời hà thủy rất là biết ơn tất cả các anh chị ở đây những cái gì mà hà thủy chia sẻ À, các anh chị nhớ ghi chép lại và chúng ta thực hành thì chúng ta mới có kết quả còn nếu mà chúng ta không thực hành thì chắc chắn là chúng ta không có kết quả đâu anh chị nào mà đã biết rằng là hà thủy vừa chia sẻ cái gì chúng ta có thể tóm tắt lại lên trên nhóm của mình để mà các anh chị có thể gieo hạt cho các anh chị uh, khác không vào được dung chúng ta có thể thực hành với nhau các anh chị nhé gieo hạt trí tuệ chúng ta càng có trí tuệ hơn gieo hạt sức khỏe chúng ta càng có sức khỏe hơn gieo hạt À, gieo hạt về tài chính chúng ta càng có tài chính hơn gieo hạt về hạnh phúc chúng ta càng có hạnh phúc hơn rất là biết ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi Zoom tiếp theo và anh chị nào hôm nay à, là doanh nhân ở trong câu lạc bộ mà đang ở đây chúng ta mong muốn là trở thành những nhà đầu tư lỗi lạc thì các anh chị sẽ à, trở thành là doanh nhân làm chủ cuộc chơi nhá rồi hà thủy chúc mừng chị ánh phước này à, rất là nhiều các doanh nhân ở đây đã có mặt ở trong nhóm doanh nhân trầm chủ cuộc chơi 18 giờ ngày hôm nay là chúng ta sẽ học được những chiến lược đầu tư vô cùng là tuyệt vời chúc cho tất cả các anh chị ở đây chúng ta có một cuộc đời à, đáng sống một cuộc đời giàu có thành công anh chị nào mà chưa có mặt ở trong nhóm rèn luyện nào thì liên hệ với trưởng nhóm để chúng ta có được có thể được hỗ trợ vào trong nhóm rèn luyện thân tâm trí và trong nhóm doanh nhân trong tay hóa vàng để mà chúng ta được làm các quy trình bứt phá mọi giới hạn cài đặt lại những niềm tin của người thành công để mà chúng ta có thể là học những chiến lược kinh doanh chiến lược đàm phán marketing và bán hàng một kiến thức cũng như tất cả những công thức và chúng ta có thể biến thu nhập một năm thì thu nhập một tháng như Hà Thủy các anh chị nhá rất là biết ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình zoom tiếp theo rồi chúng ta có thể mở mic chào nhau các anh chị nhá rồi bao nhiêu các anh chị chúng ta thấy rằng là chúng ta học được rất là nhiều chìa khóa rồi ạ à, thì có thể comment Hà Thủy chữ tôi nhá rồi xin tạm biệt tất cả các anh chị xin chào Hà Thủy biết ơn uh... Chị là chị là tất nhóm rồi. doanh nhân Hà Thủy rất là nhiều. Ừ, anh ơn uh, cho anh chị em những chìa khóa kho báu ngàn vàng. Bây uh, và giờ